chắc là không làm gì được. Cay không? Cay không? Có. Làm gì được không? Khờ sợi. Khờ. Các cậu làm gì tôi đâu? Khờ. Nhá hả? Không có giáp zombie nào đấm cho môi bay màu. Giáp là cái gì? Tại sao phải dùng giáp? Zombie là cái gì? Mình đánh nhau được với nó mà. Từ để tôi tạo cái kiếm nhá. Thế anh Nguyễn làm gì á? Làm người yêu được không? Ấy từ từ. Sao lại làm người yêu? Chết rồi. Thế anh đừng nói thế nhá. Bố mẹ của Ban Mai đến thăm cậu mà nói thế là tí nữa ông bà già tôi lại đi hỏi tôi. Thằng đấy là thằng nào? Nó nói gì? Mày là gì của nó? Chúng mày quen nhau được bao lâu rồi? Vậy thì nó ra hỏi chết đấy. Thôi tôi làm khiên.